Dạ một vòng nào. À, chắc nó lên mua dây luôn. Ừ, dắt đi mua xích. To huyết đấy nhỉ. Anh kia bảo anh bán anh kia bảo hơn 2 tạ. 2 tạ là 20 cân. Anh này này. Anh cưới đi. Hả? Anh cưới đi. Mày đi mà cưới. Anh cưới em chưa, nó chưa thuần cưới được đâu. Thuần rồi. Đã ta xem con nào to hơn. À, cho nó ra nó nhẹ nhàng đi. Anh em mình đang dắt trâu ra sân bóng để đọ trâu. Đọ sức. Cho nó chiến. Anh em mình không đi mua gia vị à? Tí nữa. Gia vị là món biểu trâu. Biểu trâu mày ăn nhá. Bằng nhau bằng kết luôn. Con còn béo hơn. Về đến nhà rồi, anh em mình phải đi mua đồ đây. Để nó để mua cái dây chạc mới á. Xong mua đồ để các bạn nghĩ làm món gì? Món này hơi đặc biệt đấy. Chưa, ai từng làm rồi. Giờ anh em mình phải đi mua đồ đây. Ra khoảng hết chợ luôn. Ơ làm gì có hàng đấy. Có cả ớt. Có ạ. Có bao nhiêu cho em hết? Đất ạ. Thật. Thật đâu đấy. Thật. Mua thật đấy. Biết được một cháu đùa à. Mua thật đi. Còn cháu không đùa đâu. Hết xả rồi. Ừ. Bao nhiêu cùng với lại cái gì thu vậy? Cái gì đấy? Trứng to lắm à? Cho đi lấy không? Không cho ông lấy đâu. Cái chua không? Đã? Cái chua không? Không, mua ớt rồi rồi. Xả nó đi sang bán bên kia. Có lá lốm không? Không. Lá lốm ở đâu? Lá lốm. Đi anh ơi. Anh ơi. Quán này có không? Đây. Bán cho cháu tất quán. Bán cho tất cả quán. Cho tất ớt. Vâng, bán cho cháu tất. Tất thôi, tất đây. Mua cả quán. Đây mà nắng một đùi. Nắng cây một đùi chứ. Mua mà nó cái lực này. Để đeo cổng an. Chế tiền. Chế quá không? Tất. Tất ạ. Bán rẻ thôi nhá. Bán 13 nghìn cân, chỉ lấy 10 nghìn cân thôi. Đấy. Ơ chưa. Tất cả gừng đấy nữa. Có lẽ mua hết quán là rồi. Bán rẻ rồi đây. Chuẩn bị lấy rồi chưa cô?
hàng à? Ui, ơi hàng này lại có ớt tiêu này anh ơi. Bán cho cháu tốt luôn. Lấy tất chỗ đấy. Cả xả nữa rồi. Tất chỗ xả luôn. Xả mấy nghìn một cân? Xả ớt nữa chứ kìa. 10.000 à? Cho em tất chỗ xả, tất chỗ ớt kia nữa. Anh ơi, thương một em. Đó, một em thì ăn ớt này thôi, cái đấy nó không cay. Đây chấm thử từng con đây. Trời ơi. Quá ngon luôn. Đấy. Anh lùn em nhé. Đây luôn. Không ngon luôn ba chai. Nhà tao mau đi đi này. Rồi. Đây. Đang đi mua ớt. À, tất là bao nhiêu anh nhỉ? Cái này là 4 cân. Vâng. Ớt là 5 cân 7. Vâng. Là thành bao tiền nhỉ? Ui à, thế là được yến ớt rồi đấy. Thừa yến ớt rồi. 5 cân 7. À đi coi là 6 cân. Gừng, có gừng không? Có gừng không? Tất gừng. Cưng bao tiền cân ạ? 15.000 cân. Cho em tất 6.000. 3 cân. 3 cân. Ở nhà xem anh đấy. Đấy là... Và tổng là bao nhiêu nhỉ? Nhiều thế nhỉ? Chở nào được, cứ thế mua cái xe, à, cầm cái xe lôi đi. Anh chả mang cái xe bò đi. Nhiều quá bạn này về có mà anh nặng lắm anh ơi. Nhóm ngồi đằng sau em ôm nè. À, thôi bỏ ra. Cẩn thận ngã nhé. Ôi, Bình tĩnh. Nào. Ui da. Khừa khừa. Ui. Xuống xe, xuống xe. Anh vác nhẹ, em không vác được đâu. À, đi xuống. Bao nhiêu cân ớt ạ? Hơn à, hôm nay đi khoắng một vòng quanh chợ. Mấy bà ở chợ bán hàng sướng nhỉ? Khơi khơi khơi. Được à, khoảng tầm hơn 1 yến ớt. 20 cân, hơn 20 cân xả với lại hơn 10 cân ớt. 5 cân gừng. Sáng mai anh em lại đi khoắng tiếp. Các bạn đã biết làm món gì chưa? Kinh kinh điển, kinh kinh khủng. Chưa thấy bao giờ. Đây, anh xách hai túi to, mình xách túi nhỏ. Nhiều đây. Đi vào đây, ra đi. Tối để làm, mai để bắt đầu. Còn ăn từ trước nào. Nào, đưa một túi nữa đây, anh xách cho. Không cần, Dung kinh điển, Dung có thể. Dung xách có thể. Hết.